Được Bộ Công an thành lập từ năm 2014, trại giam Thanh Cẩm đóng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy là một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Trại quản lý hơn 2.000 phạm nhân, trong đó có nhiều đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và đối tượng phạm tội về ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự. Từ nền móng là cơ sở vật chất cũ của phân trại trại giam số 5, các hệ thống giam giữ đã được xây dựng từ lâu. Đến nay, trại giam Thanh Cẩm đã được Bộ Công an đầu tư các dự án. Thời điểm hiện tại, nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ và nơi giam giữ phạm nhân đã được cải thiện rất nhiều. Điều được đặc biệt chú ý tại trại giam Thanh Cẩm là công tác cảm hóa phạm nhân. Với kim chỉ nam là sự tôn trọng phạm nhân, giúp họ trở thành những con người có ích ngay khi chấp hành hình phạt trong trại và trở thành người có công ăn việc làm khi trở về hòa nhập với xã hội. Hàng năm, Đảng ủy đơn vị đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để làm tốt công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách như tha tù trước thời hạn, đặc xá, quan tâm đến các vấn đề ăn mặc, ở, khám chữa bệnh của phạm nhân. Đặc biệt, Ban Giám thị trại giam Thanh Cẩm luôn chú trọng đến công tác tổ chức lao động, dạy nghề để phạm nhân trở thành người có ích trong xã hội. Trong cái công tác mà tổ chức lao động dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân thì chúng tôi trong cái giai đoạn này chúng tôi chú trọng hơn. Đó là chúng tôi xác định cái công tác này là để từ chỗ mà phạm nhân một là có tay nghề hoặc có cái ngành nghề ở ngoài xã hội, người ta vào đây thì người ta vẫn tiếp tục phát huy được cái tay nghề người ta. Hai là cái số mà chưa có nghề ngoài xã hội vào thì mình tổ chức phối hợp với các cái trường dạy nghề hoặc là các cái công ty doanh nghiệp mang vào đấy để chúng ta tổ chức dạy nghề và truyền nghề phạm nhân. Cái số phạm nhân mà biết nghề rồi thì truyền cho những cái phạm nhân mà chưa biết nghề để khi mà người ta tái hòa nhập cộng đồng ở trong này thì người ta phát huy được cái vận duy trì được cái tay nghề của họ, và khi họ tái hòa nhập cộng đồng rồi thì họ chủ động được trong cuộc sống, tức là họ có trong tay một có cái nghề, và đặc biệt là họ chịu khó lao động từ chỗ mà trước khi vào trại họ là người lười lao động, nhận thức chưa rõ về cái quy định của pháp luật cũng như là cái tác dụng, cái ý nghĩa của lao động để chủ động trong cuộc sống chính cho cá nhân họ, thì khi họ trở về với cuộc sống của xã hội rồi thì họ có cái tay nghề trong tay. Đơn giản là ví dụ như họ học một cái nghề xây dựng hoặc một nghề cơ khí, khi họ ra thì họ chỉ cần mua một cái bay hoặc cái bàn xoa, nó giá trị nó không nhiều nhưng mà họ đã chủ động được cuộc sống của họ chính cho họ, và khi họ chủ động được cuộc sống cho họ thì giảm bớt cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái phạm tội là như vậy. Thì chúng tôi xác định trong thời điểm giai đoạn này thì tập trung vào dạy nghề cái việc này, và qua thông qua lao động thì họ đỡ bớt các cái vi phạm khác, vi phạm nhỏ ở trong trại. Thú thật là cái lúc mới đầu khi mà bị bắt ở tạm giam xong, sau đó được chuyển lên trên trại giam Thanh Cẩm, thì bước đầu vào trại thì chúng tôi, bản thân cá nhân tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Bước đầu khi mới lên trại là thấy bỡ ngỡ nhiều thứ và mình cảm giác nhiều cái là không tự tin cho bản thân, rụt rè. Nhưng mà sau khi là mình đến trại, mình được Ban Giám thị và đồng cán bộ quan tâm, đầu tiên là tạo cho chúng tôi cái lớp học dành cho phạm nhân mới đến chấp hành án phạt tù tại trại. Thì trong quá trình học tập thì chúng tôi được các cán bộ giảng dạy, giải thích cho hiểu được về những cái đầu tiên là cái chấp hành nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. Và trong này chấp hành nội quy, và sau đó là những cái chế độ chính sách mà những phạm nhân như chúng tôi là được hưởng. Thì từ lúc đó thì chúng tôi cũng đã tự, bản thân tôi cũng đã cảm thấy là mình tự mình suy nghĩ và mình cũng giải tỏa ra được một số thứ, và cũng qua quá trình chấp hành án thì càng ngày thấy là cái cơ sở vật chất của trại là càng ngày càng là hoàn thiện, sạch đẹp, môi trường cải tạo là rất là vui vẻ, hòa đồng phạm nhân với nhau. Chúng tôi cải tạo là tất cả là hoàn thành công việc là chỉ tiêu định mức là hội đồng cán bộ giao cho. Ban giám thị trại giam Thanh Cẩm cũng luôn quan tâm đến việc rèn luyện, trau dồi cho cán bộ chiến sĩ thông qua các hội thi nghiệp vụ, mời các chuyên gia về trao đổi, không chỉ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ mà còn củng cố tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ. Dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với bề dày truyền thống cùng việc liên tục xây dựng lực lượng, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ, trại giam Thanh Cẩm đang liên tục đạt được những thành tích ấn tượng. Từ năm 2015 đến nay,
đơn vị liên tục nhận được cờ thi đua, bằng khen, đơn vị quyết thắng do Bộ Công an, Tổng cục 8, Cục C10 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng. Hướng tới công tác đào tạo phạm nhân để họ có trong tay nghề nghiệp khi rời trại giam Thanh Cẩm đóng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xây dựng nhiều mô hình lao động cho phạm nhân, một trong số đó là công việc làm tóc giả. Theo chia sẻ của cán bộ trại giam Thanh Cẩm, lượng tóc giả thành phẩm sau khi được hoàn thiện sẽ được xuất đến một số thị trường nước ngoài. Đây là cơ hội để các phạm nhân được lao động và đào tạo nghề nghiệp. Xưởng làm tóc giả hiện nay ở trại giam Thanh Cẩm có hơn 150 phạm nhân lao động. Để một phạm nhân thực hiện công việc lành nghề, theo chia sẻ của cán bộ trại giam, trung bình tốn thời gian khoảng 3 tháng. Tùy theo từng loại sản phẩm, để có một sản phẩm hoàn chỉnh, trung bình mỗi phạm nhân sẽ sản xuất hết 2 đến 7 ngày. Thì trong thời gian gần đây thì do tình hình bệnh COVID-19 ấy, thì rất khó khăn trong việc tìm kiếm các ngành nghề phù hợp với phạm nhân. Được sự quan tâm của Đảng ủy Ban Thị cùng với lại phân trại thì cán bộ quản giáo đã tìm kiếm cái ngành nghề phù hợp cho phạm nhân. Thì cái ngành nghề tóc là đặc biệt là Ban Giám Thị rất quan tâm về nguồn nhân lực, thì cần những phạm nhân là trẻ khỏe với cả yêu cầu cẩn thận. Ngành nghề xuất khẩu ra nước ngoài thì yêu cầu chất lượng cao, thì phạm nhân là cần phải rất tỉ mỉ. Cán bộ quản giáo khi phạm nhân đến đội thì cán bộ quản giáo là phải giáo dục động viên phạm nhân yên tâm tư tưởng cải tạo. Tiếp theo là hướng dẫn cho phạm nhân từng cái mối tóc đầu tiên cho đến cách gấp tóc như thế nào và cách phân bổ tóc làm sao. Hướng dẫn cho phạm nhân là thường xuyên quan tâm động viên phạm nhân để phạm nhân yên tâm tư tưởng cải tạo. Tôi bước chân vào đội được phân về đội 35, đội làm ngành nghề về tóc giả. Lúc đầu bước chân vào ngành nghề làm tóc giả, cả bản thân tôi rất bỡ ngỡ và thậm chí tôi còn không tự tin vào bản thân là mình có thể làm được không trong những cái cần kỹ thuật cao như thế. Yêu cầu kỹ thuật của ngành nghề tóc nhiều khi trong kỹ thuật phải làm là đi từng đúng cả một sợi, hoặc là có những mặt hàng phải đi đúng theo hai sợi. Có cách cầm mẫu tóc dài bao nhiêu cm, bao nhiêu phân là mình phải tuân thủ đúng theo kỹ thuật của công ty đưa ra. Và sau được qua quá trình học tập, qua quá trình hướng dẫn của cán bộ, thì bản thân tôi cũng đã tiếp cận và làm được tốt các mặt hàng tóc giả của phân trại chế ra. Qua quá trình học tập và làm tóc giả ở phân trại số 1 và được sự quan tâm của Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi học hỏi được cái công việc mới. Thì tôi trong trước mắt của hiện tại bây giờ suy nghĩ về tương lai, sau này ra trại tôi sẽ tập trung vào những công việc mà tôi đã học hỏi được ở trong phân trại và nâng cao được công việc mà tôi đã học và sẽ truyền đạt cho những người khác để cùng nhau làm những công việc mà tôi đã biết đã được học ở tại phân trại. Trong sáng ngày 29 tháng 4, sau khi nhận quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, anh Hùng, 44 tuổi, quê Thái Nguyên, gấp quần áo tư trang để trở về với gia đình sau hơn 17 năm thụ án với tội danh mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Anh Hùng là một trong số các phạm nhân cải tạo tốt, được tha tù trước thời hạn trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tại trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an. Hơn 17 năm qua, bức thư đầu tiên con gái anh viết cho mình và những bức ảnh về con luôn được anh giữ gìn cẩn thận. Khi ra tù, những bức ảnh này là hành trang quý giá anh mang theo để trở về với gia đình. Khi anh Hùng đi thụ án, con gái vẫn còn nhỏ, bây giờ cô bé đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Điều nam phạm nhân này day dứt nhất là để tuổi thơ của người con gái vắng bóng người cha. Anh Hùng tâm sự, cuộc đời anh sa chân vào lầm lỡ, chịu mức án tù tới 30 năm. Khi anh đi thụ án, con gái vẫn còn nhỏ. Vài năm trước, vợ anh qua đời, không thể chờ chồng trở về nhìn mặt lần cuối. Những bức thư của con gái đã tiếp thêm động lực để anh cải tạo tốt, sớm về chăm sóc, bù đắp tình cảm cho con gái. Anh Hùng là một trong 763 phạm nhân được giảm án và tha tù trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại trại giam Vĩnh Quang. Trong đợt này, trại giam Vĩnh Quang tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 169 phạm nhân, giảm án có thời hạn cho 589 phạm nhân, trong đó tù chung thân xuống 30 năm là 5 phạm nhân. Là tôi chỉ biết là cảm ơn tất cả hội đồng cán bộ ở đây là đã giáo dục chúng tôi nhà và trở thành con người về quỹ xã hội. Tôi rất dấp cảm ơn hội đồng cán bộ ở đây. Tôi là vì cũng là chỉ vì là cái thời xưa mà lúc ít tuổi, lúc đấy là chế độ chính sách còn chưa có những cái hình thức mà đi sâu vào ma túy lắm, nên tôi đã nghiện từ thời đó, nên là tôi
không bỏ được, phải theo đuổi đến con đường cuối cùng. Nay là tôi đã bỏ được rồi. Và đây là tôi được tạo điều kiện là cán bộ xếp sắp công việc phù hợp với lại cái tuổi già, tạo điều kiện cho tôi là cải tạo. Đấy, rồi tiến bộ, giúp đỡ tôi từ những nơi ăn trốn nằm đầy đủ. Trao đổi với phóng viên VOV.vn, Thượng tá Nguyễn Đức Phương, giám thị trại giam Vĩnh Quang cho biết, tất cả 763 phạm nhân được giảm án tha tù trước thời hạn trong dịp này đều là những người cải tạo tốt. Thượng tá Nguyễn Đức Phương mong muốn các phạm nhân trở về xã hội sẽ hoàn lương trở thành những công dân tốt. Hôm nay thì đơn vị trại giam Vĩnh Quang sau khi nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thì chúng tôi có tổ chức buổi lễ tha tù trước hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân và đọc công bố quyết định giảm án cho hơn 700 phạm nhân, trong đó là có hơn 100 phạm nhân được giảm hết. Và trong hơn 100 phạm nhân được hết đó thì chúng tôi đợt này có 8 phạm nhân là có quốc tịch nước ngoài đã được giảm hết. Có thể nói là cái chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm án và cũng như đặc xá thì đó là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, của pháp luật Việt Nam. Và tất cả các phạm nhân, không riêng gì phạm nhân nước ngoài, để được giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện đều phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo luật định.